Đang đi làm việc hết, mọi người làm một việc cho nên chỉ có thứ sáu, thứ bảy với chủ nhật anh chị mới dạy được cho nên này 24 đêm 24 ông già Noel với ông bà già Noel chúng ta không đến, nhưng mà ngày hôm nay ông bà già Noel đến với Sóc chúng ta, với chương trình của Sóc gì á? À, Bùi Vố để mà chia sẻ với các em một chút niềm vui Giáng sinh. Rồi bây giờ các em một bài nào nữa, một bài hát nào nữa, hát một bài nữa để mà chào mừng nhé. Ủa? Một bài chào mừng không? À, hát luôn. Chỉ có một anh chị mang đến với chúng ta thì chỉ có 100 phần quà à, cho nên bây giờ mấy em là theo thứ tự, bây giờ là được bao nhiêu á, được bây giờ ưu tiên cho mấy em nhỏ trước, từ mấy em nhỏ đứng lên nghe chưa, rồi bây giờ xếp hàng theo đúng thứ tự cho thầy, mà không được chen nữa không được cài nha. Bây giờ đang ở ngồi bàn nào á là đi ra bàn đó nghe chưa, ra người đầu tiên là đi theo thầy, ra đứng hàng đầu bàn tiếp theo đi theo đó, không được chen lấn nghe chưa. Nên chọn lên đây. Rồi chúng ta đi, hai hàng này đi ra, thôi.